Mình chào tất cả quý vị đang quay trở lại với kênh Vina TV sáng sớm ngày hôm nay nha. Sáng nay bây giờ là khoảng 6 giờ 32 phút quý vị ạ. Chính xác là như vậy luôn. Quý vị xem ở trước màn hình nè. Hiện tại thì khách đang chờ mua xôi quý vị ạ. Theo như Phora được biết thì cô bán từ lúc khoảng 5 giờ sáng. Bây giờ là 6 giờ 30 rồi thì khách đang mua rất là đông. Cô chủ đang bán. Không có bông giả. Cô có bán bánh mì nè. Cô chú làm không kịp luôn quý vị. Quý vị thấy hình như là vừa sắp hết rồi. Ngoài xôi ra thì có tôm rồi lạp xưởng với lại trứng cút. Ở đây thì cô bán bằng lá chuối. Bên kia thì có chả với lại đậu phộng nữa cả. Mỗi lần cô gói như vậy là 3 tờ lá chuối quý vị ạ. Thông thường quý vị thấy nhiều nơi khác ha, gói một lá chuối hoặc cùng lắm là thêm một cái nữa. Còn ở đây là cô gói 3 tờ lá chuối quý vị. Cô bỏ nhiều lắm, chưa biết là một gói như vậy là bao nhiêu nhưng mà cô bỏ nhiều lắm. Quá trời. Ai cũng mua 3-4 gói hết. Chị có thường hay ăn ở đây không chị? Dạ có. Dạ. Một phần như vậy là cô bán bao nhiêu vậy chị? Dạ có 17.000 ạ. 17.000. Dạ. Tôm 4 gói. Không biết là còn xôi không quý vị ạ. Cô Thảo phải vào dặn cô trước. Cô tí bán cho con một gói xôi nha cô. Cái khách đứng đông lắm mà không biết là cô còn xôi ở ngoài không, chứ ở trên cái xưởng là sắp hết rồi.
ba gói nha cô, 55. Xôi đây mình còn nữa không cô? Còn. Dạ. Yeah. Này thì ai đến trước, người nào đến sau thì mình tự giác thôi quý vị. Chứ cô chú làm ở trong á, không thấy hết được ở ngoài, không biết là ai đến trước ai đến sau. Vậy là mình thôi lấy nha, mình lấy thôi nhiều hơn dừa cô. Lấy con dừa thôi cô, bao gói 25. Nhất là cái lúc mà cô lấy lá chuối quý vị hả? Có thể cô là người gói xôi bằng lá chuối mà nhiều nhất đó quý vị. Cô ơi, mỗi lần mình gói là phải 3 tờ lá chuối vậy hả cô? Ít nha, nó đổ con. Dạ. 3 tờ cho nó khỏi đổ hả cô hả? Đúng rồi. Thường là con thấy 2 tờ là cũng nhiều quá đó, cũng được quá đó. Cô đúng làm 3 tờ cho chắc chắn luôn. Đúng rồi. Cho nó có bị đổ rồi nha. Dạ. Cô ơi, tới con nha cô. Hai ổ bánh mì. Ôi, 4 tờ, 4 tờ. 2 ổ bánh mì, 1 ổ không, đồ chua vô. Càng ngày là khách đến càng đông. Cô ơi, xong rồi nó còn 2 ổ nó sao nha. 2 ổ bánh mì, 1 ổ không, đồ chua không ớt.
dưới đây là hình như là chú có cái bếp đó quý vị ạ. Chú đang thêm than đó. Còn cô thì chuyển qua bán bánh mì. Khi mà cho xôi vào lớp chuối, thì cô sẽ xịt một ít nước tương rồi cho lạp xưởng ướp khô. Đó, 4 tờ lớp chuối kìa. Chưa bao giờ mà cô đã thấy ai bán xôi mà gói nhiều lá chuối như cỡ cô luôn á. 4 tờ lá chuối. Thật quá trời đông rồi. Cô chuẩn bị lên xôi thêm. Hết một sừng rồi đó. Một thau chứ hết một thau rồi đó. Quay được, còn ở sau khách đứng vây kính cô luôn à, mới thêm xôi này. Đầy u u luôn. Năm giờ sáng là đã bán rồi. Ai cũng sợ trễ giờ đi làm đó.
Chờ cô một chút xíu để mua gói xôi quý vị ạ. Phải nhắc cô thì chắc cô mới làm, chứ khách đứng sát ở đằng sau cô liền ạ. Nên nếu mà mình không nhắc cô thì chắc cô cũng quên luôn á. Cái đường này cô ta thường hay đi lắm, nhưng mà ít khi vào cái đoạn ở trong đây. Nếu mà quý vị tìm 273 không ra thì quý vị tìm ngay góc đường ngã ba đường Vĩnh Nam với lại Tùng Thiền Vương nha. Đối diện bên đây có quán cà phê nè. Giờ thì khách vào đông lắm quý vị ơi, gần như là trực kính của cô luôn rồi. Tại vì cô cũng bận bán đó, khách cũng đông lắm nên cô ta không thể hỏi thăm cô được nhiều. Tuy nhiên theo như cô ta được biết thì cô bán từ lúc 5 giờ sáng nha, 5 giờ sáng đến khoảng 9 giờ. Và một phần xôi như vậy là cô bán 17.000. Còn nếu mà quý vị ăn nhiều hơn thì cứ nói cô nha. Ở đây có một điều đặc biệt so với nhiều nơi khác là cô ta thấy cô gói một lần như vậy á, một cái gói xôi như vậy là nhiều tờ lá chuối. Thêm xôi cũng nhiều rồi, thì tôm lập xưởng, nói chung là cô gói đầy đặn á. Đó, chú nhớ người đến trước đến sau, chú nhắc cho cô, tại sợ cô không biết á. Với lại sợ nhiều khách, nếu mà mình không có ý thức là mình cứ chen vào trước à. Mà cô bán ra thì có chú Đức bên cạnh phụ. 6 gói. Kia là cải xá bấu quý vị ạ. Hôm qua cũng đông mà hôm nay cũng đông quá chị. Chắc không, em mới quay lần đầu. Chú với cô nói là lên mạng xem mới biết. Tại vì có ở trên mạng vì có nhiều bạn YouTube quay á, nên khách tìm đến ăn. Rồi quý vị ơi, chờ xôi của cô thôi. Đây, cô ta quay rộng rộng ra đây chút xíu cho quý vị xem. Ở đầu kia là cầu cầu Trà Vá quý vị. Kế bên đây là phòng cháy chữa cháy nè. Thì cô bán ở đây 273 nha, Tùng Thiền Vương nha, quận 8. Khách vây kín chiếc xe của cô luôn.